Thầy Chẳng có gì không? xin Season. Cái đền thờ là shrine, cái này họ chắc hơi khó, chưa học đâu. Ủa nhưng unit, trong mấy unit có mình có học với shrine không ta? Có hơi có rồi nha, cẩn thận đó. Nhớ trong cái quốc tự giám không, hay là cái Huế gì đó, thấy cũng nhiều cái cụ cũ Việt Nam đó. Thôi cho biết thôi, Mosque là shrine đền thờ. Okay. B. Bi gì con, bữa thầy cũng kêu lần nha, học sinh trao đổi, học sinh trao đổi là gì? Student, student cho video nguyên cầm đó, cái nào cũng đi chung với nhau đó. Exchange student, học sinh trao đổi. Changeable là dễ thay đổi. Main stress pattern nhắc nằm luôn bây giờ. Design manager. Geometry. Intensity. Intensity. Geometry. Design. Mình Easy. Đọc thử con. In teaching. institute examiner, câu A nha, câu âm hai chứ. Examiner đúng không? Rồi campus. Dormitory, mày âm một cho mà âm hai phải dormitory đúng không? Dormitory, cái này hơi khó là institute, cái này thì học kỳ một nha con, chứ không phải là thì cấp ba đâu. Chục năm trước hả? Chục năm trước nó khó nha. Bersuay bữa Thank bữa bersuay đi với bảy thuyết phục to take bersuay to take ghi vô bersuay to take cộng thương bersuay xong thương. Pronounce differently. Chữ A đi đi bờ bờ. Okay. Lại thôi. Sao thiếu sao? Cái gì đó về nói tiếng Anh. Nhưng phải có test.
Nếu có chữ test thì con bỏ gì? Cuộc thi nói thì sao? Spoken English. Tại đang phân vân spoken hay speaking, ok, nếu mà speaking English test, chắc được đó. Thì câu 6 nó không đủ đâu. Thế là cái đề này nó cũ quá rồi, cũng có khả năng nó sai nè. Nhưng mà máy này cái điểm về không sai đâu, khó nè, khó lắm luôn. She very phía sau lại chi từ chi từ phía sau very she very mình cần tính từ đúng không? Sao không? Experience Experiencable. Từ từ, the experience có nghĩa là gì? trải Trải nghiệm rồi còn kinh nghiệm nữa đúng không? Cái gì là sao? Giáo viên của tôi rất là trẻ nhưng mà cô ấy rất có cách nào để biến nó thành tính từ nữa? Đơn giản, cách đơn giản nhất. Cách đơn giản nhất, cách đơn giản nhất. Không phải thay luôn, thêm gì thôi, thêm gì thôi. Next. Oh, experience. Nest là danh từ chứ đúng không? Nest là danh từ chứ, đúng không? Nest nó biến thành danh từ mất rồi. Experience nó là danh từ. Tiếp à. Thêm, no, thêm ED thôi, thêm ED thôi. Experience, ED. Con ghi vô là inexperience gạch ngang qua là experience ED. Ừ. Có hai dạng đó. Inexperience phải ghi ED đúng không? Ừ. ED có kinh nghiệm. Như suốt sau suốt đó nó có đi vô suốt You should relax lấy give me some relax. information comment phía sau comment nhân từ đấy gì Examination. examination người người coi thi người người coi thi viết lại gì không exam giám thị đó là giám thị đó Examination. no, examiner nó còn examiner examiner examine là tổng từ này. Nó mấy cái dạng hay gặp examine examine thôi khỏi đi cái này thầy thấy dễ nè làm mấy cái khó nữa. Near. Đi bên gì không? Ni Near.
in a farm Hometown. Tầng. town. Thầy không chắc là có farm hometown không có nha, cẩn thận nha. Hay là nearby town, thị trấn bên cạnh, ai không? Để yên đó thử. Mình vẫn chưa chắc chắn đúng không? Có một hai lựa chọn. They have two children, Tom and Mary, Hawk and Des. Đâu, con một phải là quýt chứ con. Với gia đình là Parker mà, đúng không? Quýt chứ. Tại không thấy từ quýt, nãy giờ không thấy từ quýt. Quên mất. Living with the Parker family chứ, gia đình Parker này. Nó phần đơ gì? Làm gì? Sau trường, sau giờ thơ, giờ học. Chores. Chores, việc nhà, chores, việc nhà. Farm. Ừ, còn được phong đấy. Family relax on Sunday afternoon and watch Tom. To play baseball. Đấy là phải là verb in chứ đúng không? Watch some cái hành động xem mà. Đó là cái giác quan. Sau đó là phải là verb in chứ, playing chứ. What Tom playing, okay. Enjoys being a member. Đúng rồi, enjoy being a member. Chỉ còn câu 2, thầy nghĩ câu 2 khả năng cao chắc là nearby. Là nearby sao gần đó. Ok. The correct tense or form of the verb in the parentheses. Đổi thì, đổi form nữa. Okay, number the bot the how the following which good. So, đủ không? Bot không là đủ không? The following which là gì? Tuần tới. Tới thì sao? Bot không có đủ không? Đúng không? Bot. Would gì sao would bot? Would gì? Hạ will buy xuống quá khứ là gì? Goodbye nha. Không có khi nào phải là would have bought á thì mới mới được dùng quá khứ nha. Ok. Cái thì cái thì đó đó. Không thật quá khứ chỉ khi đó mới được would have thì mới được dùng quá khứ, còn không là sau would chứ bình thường thôi. Ask Peter why Didn't answer. đúng không? Why he didn't answer. Oh, they used to go. Going fishing. Đúng không? Coi. Có Sao con? Next summer. Sau if, từ cái này if mệnh đề đầu tiên của if. If là mấy? If là một đúng không? Vẽ gì? get
Yes, đúng rồi, đơn giản thôi. Yes. There was a color bulb we turned off the air conditioner. Sâu có sâu không? Thiếu không? It was very cold. So that. So that, okay. Would she met? Cẩn thận, would she make nó vẫn là câu hỏi đúng không? Đúng không? Nè, WA nè, nó giống ở trên đây nè. Nhưng mà nếu mình không có sử dụng WH question được thì sao? Liệu con có gặp mẹ con vào ngày mai không? Liệu thì là yes hay no đúng không? Nó là yes hay no thì sao? If. Đúng rồi, if hoặc whether đúng không? If She met từ thiếu gì? our If she if she would met mà would met our mother before. the day after the following day. Ok, đó, cẩn thận nha. Bắt đầu quen dần với cái dạng đó nhưng mà phải cẩn thận. Chỉ khi nào mình sử dụng WH question đó, đó what, why, where gì đó mình mới có chỗ để mình viết, còn không là cũng if hoặc là whether hết đó. Mary wishes she could know the way to her Could know hoặc là knew, khỏi cần could cũng được. Cái này nó không cần thiết nhưng mà thôi kệ, gây khó khăn một chút. house. Learning English, be able to communicate. Cái gì we enjoy learning English thì con không làm cái này để nói để đúng không, để có mấy cách để nói, để sử dụng từ để nói, suy nghĩ suy nghĩ. In order to, đúng rồi, good, in order to. To communicate with the foreigners. Đúng rồi, tốt tốt. Cái nhiều cách so that là we can be able nữa nè. Ok, gì đây bạn? So as to, được rồi. In order to là nhanh nhất. Usually practice Trên TV là gì? program On TV. Practice nhớ mét không? 2009-10 toàn là hơi cũ chút mà làm nhanh được rồi. Chụp hình lại đi. Right. Đúng rồi, chụp.
beer. Be grocery store good. Nên nhớ convenience store nó cũng là cái cửa hàng tiện lợi đúng không nhé? Convenience store. Thành nghĩ đến nhiều trường hợp chắc có thể đồng nghĩa. Convenient, okay, that's sure. Part time, get. Ask her what? What her name was? Get what her name was. If I spoke good. Say me. Please. Hay là sending. A header. Okay. Send. Có ở phần nào? Đúng rồi, good. Take care of. Đấy, ổn mà. Rose May. Nhớ này ghi sai maize phải là a z chứ ha. Không, giờ trong corn. Rồi, tôi sẽ biết luôn á. Rose maize. Câu này hơi khó nha, trồng corn nhưng mà như thế nào? In his farm thì đang phân vân phải off add không? Tại đúng không? In trong phải tại cái địa điểm đó chứ đúng không ta? Tại địa điểm đó ở trong cái nông trại. Coi được, coi được. Câu 8. Xa hơn luôn. On. Ok. Vậy là lưu ý nha, trong mấy trường hợp mà kêu chồng á, phải là chồng trên đất. Ok. Nó theo một cái logic hết á. Chồng trên đất. Ok. On. On is grow something on. Okay. Repulsion. Repudy. Không phải. Gần đúng. Reputation. Reputation. Danh tiếng. Reputation. Sau này sẽ gặp nhiều hơn. Đúng là bây giờ không gặp reputation giống như famous for nhé. An excellent reputation. Câu hai giống cái nãy mà thầy chỉ con. Biến nó thành tính từ thì như thế nào? Đúng rồi. Well qualified teacher. Rồi nếu mà biết nó là tính từ quality hạng một nha, nó là danh hoặc là lộn biến nó là danh từ quality hạng một hoặc là tính từ qualify đây á. Because of his friend's behavior. Đọc cho phải không, đọc hết cái câu cho nó hiểu mình cần gì ở đó. I don't like him.
Nếu mà friendly tự nhiên sao kêu I don't like him. Okay, I'm friendly, good. A wonderful time. A wonderful time. Interesting. Interesting, okay. Enjoyable. Mình cần cái gì con? Cái này mình có hai, nó phải để ở đây này, nhưng mà mình cần cái gì? Sau động từ. Sau động từ, trạng từ. Đúng rồi, trạng từ. Nhưng mà trong trường hợp này nó phải để ở dưới đây đúng không? Nó đang bị động đúng không? Nhưng mà không kể. What's Ben gì? Trạng từ của enjoy là gì? Mình phải biết nó thành tính từ đúng không? Rồi mới thành trạng từ được, mới thâm ly được. Enjoy gì con? Enjoyable. Enjoyable. Còn gì nữa? Enjoy gì nữa? Enjoyable đúng rồi, nhưng mà phải không? Enjoyable là thoải. Enjoyable. Tầng có khi thì ngoài quá. Enjoyfully. Enjoy. Đúng rồi. Ủa? Trước giờ enjoy có mấy tính từ con? À đúng rồi. Không, enjoyable con. Enjoyable. Enjoyably. Lâu lâu thì nó mà enjoy vào đi, nhưng mà nhớ nha, nó khi nào nó là bị động là nó luôn nằm ở đây nha, cẩn thận không? To speaking giờ. For an hour. Oh, for an hour. I work it. For an hour, sao for work it. I work it. Come. I have work. She wish coi sẽ ở đây vào lần tiếp theo. Lần tiếp theo là gì? Would be là ok nhé. We kept keep talking. Yeah. Đó thì cái phần cơ pháp yên tâm hả? Đâu thích chứ đúng không? Thích chứ. Drop là thả xuống rồi, là về rồi. Pick. After picking everyone up. Good picking.
and run. Faster than what? And to get some more fuel. Thì là sao? Và cái cầu về như thế nào ở trạm xăng? Đổ xăng. Ừ, đổ xăng thì cái từ nào đổ xăng? Cái từ nào liên quan đến trạm xăng? Sao không? Collect hả? Hoặc là take. Take at, từ at tại trạm xăng thôi. Tại trạm xăng. Nó vượt cái cầu và take. Con nãy nãy giờ đó nó chi thì cho mình sẵn không? Ừ. Mà take nó có đâu có chi thì đâu đúng không? Là sao? Phải chọn những cái gì đi á. Phải dừng rồi mới đổ xăng được chứ đúng không con? Phải stop rồi mới. Phải stop rồi mới dừng được chứ con. Phải dừng rồi mới đổ xăng được chứ đúng không? Stop at cái okay. Đơn giản thôi, nghĩ đơn giản chút. Stop at the gas station to get some more fuel. Then left highway and turn left onto smaller road westward. Westward là về hướng tây nha con. Okay, mấy cái từ word đó thì nó cũng sẽ ít hơn, ít xuất hiện nhưng mà con nhìn vô cái ngữ cái gì ta, cái nội dung cơ xung quanh cô đoạn văn đó, thì con sẽ biết westward, eastward, onward, onward là đi về phía trước. Cho biết mấy cái dạng đó thôi, không còn nhớ đâu. This road. Run. Cái gì con? Run. Ran hả? Mm-hmm. Ran hay when? Ran hay when? Đúng không? Họ chạy, chạy nhưng mà đó là tiếng Việt con. Thằng anh là không, nhưng mà ran ở thì nghĩ cái đường á, đường thì chạy ok, xe buýt thì quen á. Để đó, không phải để đó, tí nữa xem quay lại xem nó có đợt mình có biết hơn không. Đúng rồi, cũng chỉ có hai cái đó thôi, quen hoặc ran, nhưng mà khả năng cao chắc ran. Cái đường nó chạy dọc thì the ran, ok. Cow buffalo, the road ended before a big store beside a pond. Cái pond là cái hồ nha, cái lake nhỏ hơn cái lake pond như cái giống như cái vũng nước gì, nhưng mà cái pond cái ao. Pond nhỏ hơn hồ, hồ nhỏ hơn sắp, hồ nhỏ hơn biển. Instead of turning. Đúng rồi, turning good. Drop. À, đúng rồi, nó dùng to drop. Okay. Drop air off at the back and left hand. You know, panion. Panion tree. Panion tree là cây đa nha con. Cây đa. Banyan tree. Dragon beat. Cầu rồng ở nè, Việt Nam bây giờ thật sự nước ngoài không? But then waited for people to come back in the evening. Why did you first know this pen before? How long have you known? How long have you known about this bamboo forest? No, con ghi know this bamboo rồi con. Nó ghi sao mình ghi lại gì? Okay. Nó có thêm. I wish I could have learned with you. I wish I could have learned with you now. Cái từ học sinh nó thì đọc sao con, bữa hai lần rồi, bữa thầy và con quên hai lần rồi. Từ
từ học sinh này. Teacher furnished this. Từ khó đọc đúng không? Cái dễ quên. Nhớ không? Không. Pupil, pupil, pupil. Có nhớ từ U nó thành U, U, pupil, pupil. Pupil. Anh ấy rất là lười nên anh ấy phải... So, that the teacher xong rồi nguyên cụ cái gì con? Cái gì con? Furnish gì? Anh, cái this boy nó để nó ở phía trước rồi đúng không? This people. Sao mà these people, từ these people là học sinh mà đúng không? Từ từ nha. Cái này lỗi cơ bản nha, ok. Câu trên là giáo viên trừng phạt cái học sinh này bởi vì anh ấy lười. Ok. Còn xuống dưới là this boy was very lazy. Vậy là biết anh biết this boy là con trai rồi. Ok, so. Punish him. Okay. Hay là so he was punished by the teacher. Okay. Nhưng mà nó ghi per pupil nha. Okay. She asked me why I am learning English. Why? Why I? Why I am learning. I am a sign or I am a sign. I was learning. I was. Dòng sau thì thấy cũng được. Mấy cái lỗi từ cơ bản hơi ít xuất hiện lại nhưng mà chắc không sao đâu. On the morning. Phải không? Vào buổi sáng. At the morning. At the morning được. At là dùng chỉ giờ chứ đúng không? On là dùng trong chỉ ngày. On gì đó. In, in. Chỉ ngày là chỉ thứ. Good fly. Good fly. He went camping. In the river, con. In the river. Sao mà camping được? Cắm trại ở trong cái sông luôn à, đúng không? Cẩn thận. We went gì? Boating. Nghĩa là do cái khúc sau nó có a picnic rồi mà đúng không? Có, nó cũng gần gần camping. Okay. Khi nào có cái khu vực gì đó, river gì đó nó có này nó chỉ cho mình biết được cái sông không? There's banyan tree, banyan, banyan. So. Via. Câu nào? The exchange. Engine. Phải chừng cái câu này cũng có khả năng cao nó ra nha. Mỗi về sẽ thấy nó liên quan mà học sao? Thôi thì nhớ. Nghe cổng engine, cái cổng. Engine nó cũng đi với là two nữa. Trời. Nè, câu này mình làm. Chờ con nào, nãy mình mới làm đúng không? Quên rồi hả? À, vì... Ừ.
work hard. Hard, right? Câu nào, câu nào, câu nào? Câu 7, câu nào? Câu nào con theo nghi? Câu 7. Câu bờ hả? Aspect nha, aspect, cái khía cạnh nào, khía cạnh nào? Và đáng nhớ cái từ aspect nha, aspect. Cái từ đó thấy nó lặp đi lặp lại, bữa giờ mình làm cũng hơi nhiều quá. Khía cạnh, aspect. Sao bỏ cái này mà làm rồi, cái written ok nhưng mà được rồi con, lấy gì đủ không? Quan trọng mấy cái bài viết lại đó là cái phần question, question what we eat gì đó đấy, cũng ok đó. Đấy chắc được đó, em xem vừa kiếm được và vừa kiếm phần đề khó chút. Okay. Bây giờ mình học tiếng, bây giờ mình học tiếng Đức xem rồi. Con để ra này. Sao vậy? Lẽ ra là chiều nay con bình thường con sẽ học tiếng Đức từ 1:30 đến 4:00 ạ, nhưng mà giờ luôn không chồng luôn học tiếng Đức dữ vậy không? Cô ráng con, khi khi nào mà con phát cái gì ta trí não, cái não con với lại cái tư duy của con nó phát triển đến một mức độ chắc cỡ thì nghĩ lớp 11, 12 đó, ừ, là nó tự động nó ổn định rồi, nó tự động biết phải cái từ này như thế nào thế nào, ráng kiên trì. Bây giờ tiếng Anh con phải làm một hệ thống là được. Bây giờ phải ôn mấy môn chính ạ, xong rồi con thì tiếng Đức nó không vững lắm, nhưng mà các thầy cô cứ bắt con phải học nhóm giỏi nhưng con không theo được, nên là con mới xin rồi nhóm từ. Nhưng mà thật sau này con biết hai thứ tiếng nó lợi hơn là học giỏi mấy cái môn toán văn hóa lý thì tình này đi kệ đi con, cứ mất khá thôi thiệt, bỏ vô trong CV hai thứ tiếng vẫn tốt hơn, mặc dù ở Việt Nam mình không có quan trọng tiếng Đức nhưng mà vẫn tốt hơn đúng không? Từ vậy mình biết nhiều tiếng Đức vẫn tốt hơn, ừ, kệ đi con. Tình này cứ ráng cứ học nhưng mà đừng có tệ quá. Ở Việt Nam mình tên đáng là 8 là giỏi rồi, nhưng mà 8 một dạng là khá, nhưng mà thấy cân bằng mọi thứ đi cho yên tâm. Ô cân bằng thôi thì đừng có ráng quá, thầy nghĩ nếu mà ráng được thì ráng một đất chút, đừng có để nó mất gốc rồi mà nản. Cứ làm theo tiếng Anh thôi, tiếng Anh mình học sao mình học tiếng Đức nó một cách hệ thống, với là nó khoa học chút là được. Đấy, đừng học mấy môn kia nhiều. Sau này lên cấp 3 còn khó hơn nữa, còn cứ ráng chết luôn. Nhưng mà khách lên cấp 3 có học tiếng Đức lại không? Có, nếu mà con thi được năm nay con vẫn học tiếng. Ủa nhưng mình thấy là nếu khác trường sao có khi là cũng không học luôn đúng không? À, quá. Chắc không phải tùy hệ thống trường chứ đúng không con? Nếu mà bằng con chỉ cần thi cái bằng đấy là coi như là vào dễ vào Việt Đức hơn, ừ. Nó được hạ điểm vào dễ. Thành ra bây giờ con lỡ học nguyên năm nguyên cấp 2 rồi thôi, đây sau này có nếu không có học thì không phải đáng học luôn cho rồi, có nền tảng vẫn tốt hơn là đi học lại từ đầu. Vậy được, đáng học tiếng Đức cũng được đến nỗi tệ. Ok, bữa nay đến đây thôi. Ok, see you on bữa nay thứ mấy? Thứ năm. Ok, see you on Thursday. Thứ năm nhỉ? Thật lâu, thứ năm, không được. No. Thứ năm phải nghỉ á. Thì ở nhà, ô thi, thứ năm phải thi rồi. Thi hai môn rồi. 6 tiếng rồi. Nhiều lắm con. Ừ. Phải dành 6 tiếng sáng, 3 tiếng sáng, 3 tiếng tối nữa. Không được. Thì phải không thi, học bù sao còn, bù sao? Thứ sáu mấy giờ?
thứ sáu được, thứ sáu giờ này được không? Thứ sáu giờ 2 rưỡi đi. Ok. Ok, you on Friday. Ok, con. Ok, bye bye, con.